Một mẫu vẽ đơn giản ứng dụng nhanh cho salon của bạn. Xin chào các bạn, hôm nay hãy cùng Minh Đan vẽ mẫu này nha. Dùng màu nâu để vẽ kiểu tóc cột hai sừng cho cô bé. Dùng màu xanh để vẽ một chiếc áo nỉ ở bên trong và một chiếc yếm đỏ ở bên ngoài. Gương mặt của cô bé sẽ có phần tinh nghịch và đáng yêu. Dùng treo vẽ màu đen để viền lại tất cả các chi tiết. Thêm cả phần má hồng và những đốm tàn nhang li ti để tăng thêm phần đáng yêu cho cô bé. Kết thúc mẫu bằng một lớp top bóng nữa là chúng ta đã hoàn thành mẫu vẽ. Minh Đan xin chúc các bạn sẽ vẽ được thêm nhiều cô bé đáng yêu khác nữa nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.